Vào chiều nay theo giờ địa phương, thông tin nữ ca sĩ Suli tự tử tại nhà riêng ở Seoul Nam, Hàn Quốc khiến Bi chấn động. Suli đã đi ra ở tuổi 25 sau một thời gian dài chịu đựng căn bệnh trầm cảm bằng cách tự treo cổ tại nhà riêng. Hiện cảnh sát đang điều tra thêm về cái chết bỗng nhiên ngột của nữ ca sĩ. Ánh hào quang của mỹ nhân chính trong bố. Suli sinh năm 1994, tên thật là Cho Jin-ri, là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Cô là một trong những nữ idol nổi tiếng của bố với ngoại hình ga nhìn và năng lực vũ đạo điêu luyện. Năm 2004, Suli khai mạc sự nghiệp diễn xuất với vai công chúa Sun Woo lúc bé dại trong dự án phim cổ trang đình đám Loganis Amiracle. Kể từ thời điểm đó, cô lọt vào mắt xanh của ông trùm Entertainment và đầu quân làm idol cho công ty này. Nhóm nhạc. Năm 2009, Suli ra mắt với tư cách idol trong nhóm nhạc nữ khi chỉ thế hệ 15 tuổi. Trong suốt những năm hoạt động, luôn là nhóm nhạc idol nữ nổi bật trong làng mạc giải trí và gặt hái được nhiều chiến thắng. Dù không được đầu tư nhiều như đàn chị cùng công ty nhưng vẫn khẳng định được vị trí của mình trong làng mạc nhạc Hàn Quốc, các thành viên đều chiến thắng trong việc thành lập hình tượng riêng cho phiên bản thân. Đặc biệt là Suli, với nhan sắc trong trẻo như nắng mai, cô được công chúng ưu ái coi là ngọc nữ hay tình đầu quốc dân. Suli không bao giờ vắng mặt trong những phiên bản xếp hạng nhan sắc hay idol nữ được yêu thích nhất. Vì vậy công ty chính yếu luôn ưu ái cô hơn những thành viên còn lại. Suli được đóng phim, chụp hình quảng cáo và xuất hiện kém cỏi xuyên trên phương tiện truyền thông. Suli luôn là gương mặt đắt rét cho nhiều nhãn hàng mỹ phẩm và thời trang, bất kỳ bộ y phục hay phụ kiện nào Suli sử dụng đều hết hàng nhanh chóng. Bên cạnh đó, Suli còn gây tuyệt vời mạnh với năng lực diễn xuất. Bộ phim nổi bật nhất mà cô đóng chính là To The Beauty Phương Giao, không những tạo được tiếng vang lớn mà còn xóa bỏ mắt idol đi đóng phim. Bộ phim gần đây nhất cô góp mặt là Hotel Den Luna, dù chỉ làm cameo xuất hiện trong vài phút nhưng cũng đủ gây sốt đồng đội mạng. Sự nghiệp xuống dốc cùng căn bệnh trầm cảm. Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Suli lộ ảnh hẹn hò với đàn anh Cho Gia hơn 14 tuổi vào năm 2014. Đối với một nữ idol ở Hàn Quốc, chuyện tình cảm luôn là chuyện tối kỵ, đặc biệt mối tình chú cháu của Suli khiến người ái mộ Hàn không thể chấp nhận nổi. Trước áp lực dư luận, cặp đôi buộc phải thừa nhận đã hẹn hò từ tháng 9 năm 2013, khi Suli cùng người yêu là tâm điểm chỉ trích của dân mạng xứ Kim Chi. Ngày 25 tháng 7 năm 2014, Entertainment tuyên bố Suli sẽ tạm thời rút lui khỏi làng mạc giải trí do áp lực về thể chất và tinh thần vì những rắc rối trong sự nghiệp. Đến tháng 8 năm 2015, xác nhận cô chính thức đi ra nhóm. Đây chính là mốc thời gian lưu lại một Suli hoàn toàn khác, cô bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích, khai mạc chuỗi ngày tiệc tùng và đăng tải những hình ảnh buông thả, nhạy cảm. Căng đăng cũ chưa nguôi, Suli tiếp tục đăng ảnh thả rong dòng một lên Instagram và biến thành con trẻ quốc dân với những lời chơi bai, ném đá thậm tệ của cư dân mạng. Tuy nhiên Suli không chịu để yên với những lời lẽ bình luận dè bỉu mình, cô mạnh mẽ đáp trả rằng áng ngực chỉ là một món phụ kiện gì vậy cô có thể dùng chúng nếu cô muốn và hãy dừng lại việc soi xét cuộc sống của người khác. Song, bên cạnh những lời bình luận không hay về Suli, vẫn có nhiều người đứng về phía cô nàng và đồng cảm với những gì mà cô phải chịu đựng. Kể từ khi lộ ảnh hẹn hò, bệnh trầm cảm của Suli chuyển biến xấu hơn vì phải chịu áp lực quá lớn từ nhiều phía. Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Suli li dắt tim suốt 10 phút nhưng liên tục im re và bỗng nhiên rương rương, bật khóc với biểu cảm ứng ứ. Trong thời lượng liên dắt stream, Suli liên tục nằm trên giường, cắn tay, khi có dấu hiệu buồn ngủ, khi lại đau buồn bất kém cỏi. Rất nhiều fan đã vô cùng lo lắng, thậm chí phát điên về khi chứng kiến dáng vẻ này của Suli. Những hình ảnh buông thả và thái độ thử thách dư luận của Suli cũng là do tâm lý bất kém cỏi của cô gây ra.